Vâng, trước mắt các quý vị đây là một cặp loa BMB 450C hàng bãi xịn mà trung tâm điện tử Tấm Hoa chuẩn bị thử cho anh Thơ. Anh Thơ ở tỉnh Yên Bái. Và với một cặp loa BMB 450C, nó được trang bị một chiếc bát 25 với hai chiếc loa tép. Điện tử Tấm Hoa cũng thông báo đến toàn thể các quý vị giá của cặp loa này, nó có giá là 7.700.000, đã bao ship toàn quốc. Và trung tâm thử cho anh Thơ. Qua một ca khúc, anh Thơ ở trên tỉnh Yên Bái, anh có nhu cầu một cặp loa BMB 450C hàng bãi xịn. Và xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Chim xa rừng
còn thương cây như cội, người đi xa người tội lắm người ơi, ai cũng quên rồi đàn tia thia quên chậu, bọn mình quên ơi hân anh bạn thừa vui, làm sao thôi díp anh trong giấc trả thù duyên kiếp long đong, trả thù ai đã vội vong, hương đã vỡ sao lành mà mong. Đó, quý vị và các bạn có nhu cầu một cặp loa BMB 450C trả thù duyên kiếp long đong, số máy 0908 249265 và 0974637646 trung tâm điện tử Nam Hoa giao hàng toàn quốc. Chỉ trung tâm điện tử Nam Hoa, thị tứ Lê Lợi, Chí Linh, Hải Dương. Vâng, xin chào các quý vị và các bạn tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn vào video clip tiếp theo. Vâng, xin chào.